Và thưa quý vị, nghe sau đây là bản tin chi tiết cho phần tin Việt Nam được mở đầu với Hoàng Quân. Hoàng Quân xin được mở đầu với phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, cộng đồng người Việt đoàn kết trong cơn bão Harvey. Các cộng đồng người Việt, các cơ sở tôn giáo và những thiện nguyện viên đang nỗ lực hữu hiệu để giúp cho việc cứu trợ nạn nhân bão Harvey tại tiểu bang Texas. Họ không chỉ giúp người Việt mà còn giúp các gia đình bản xứ đang gặp nạn. Tin từ đài VOA Việt ngữ cho hay, tại Texas, cộng đồng người Việt quốc gia Houston và các vùng phụ cận đã phối hợp với văn phòng nghị viên bác sĩ Steve Lee đã thành lập một ủy ban cứu trợ. Ngoài ra, thì các chùa, các nhà thờ cũng tổ chức các hoạt động cứu trợ, cứu nạn rất hữu hiệu. Điển hình là Hội đồng Mục vụ và Hội đồng Tài chánh Giáo xứ Cát Thánh Tử Đạo, Giáo xứ Ngồi Lời, Giáo xứ La Vang, Chùa Liên Hoa tại Houston cũng quyết định mở cửa để đón tiếp những nạn nhân của cơn bão lụt. Hội đồng được các cơ sở thương mại cung cấp thực phẩm và nước uống rất nhiều. Những nhà hảo tâm và các thiện nguyện viên không chỉ ở Texas mà từ các tiểu bang khác như California, Washington DC cũng có những bạn tình nguyện viên đã sẵn sàng bay qua Texas để hỗ trợ những nạn nhân của cơn bão Harvey. Gián điệp mạng của Trung Quốc đã mở rộng tấn công Việt Nam. Những thành phần được cho là gián điệp mạng làm việc cho chính quyền Trung Quốc đang mở rộng tấn công các mục tiêu Việt Nam trong thời gian có gia tăng căng thẳng tại Biển Đông. Đó chính là thông tin được công ty an toàn mạng FireEye có trụ sở tại California, Hoa Kỳ nói với hãng tin Reuters và được hãng này loan đi vào ngày 31 tháng 8. Theo công ty này, thì các nhóm tin tặc tấn công Việt Nam làm việc cho chính phủ Trung Cộng sử dụng những phương tiện tin học giống như các nhóm tin tặc Trung Cộng trước đây đã bị các hãng bảo mật nhận diện. Thời gian mà Việt Nam bị tấn công chung với những tuần lễ có căng thẳng trên Biển Đông. Và theo như ông Ben Reed, người đứng đầu bộ phận dò thám của FireEye, thì tin tặc Trung Cộng tấn công vào các lĩnh vực có tiềm năng thương mại tại Việt Nam nhằm thu thập tối đa thông tin. Bên cạnh đó, FireEye cũng nói rằng Việt Nam cũng từng tổ chức những cuộc tấn công mạng vào những nước khác, nhưng điều này đã bị Việt Nam bác bỏ. Đức Quốc đã trả lại sơ hơi đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Thưa quý vị, tin từ Berlin cho hay, vào ngày 1 tháng 9, tại trụ sở cảnh sát điều tra số 1, ông Bùi Quang Hiếu đã nhận lại chiếc xe 7 chỗ ngồi với nghi vấn dùng để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh và một nữ nhân viên Bộ Công Thương Việt Nam hôm 23 tháng 7 ở Berlin. Hiện trường của chiếc xe này vẫn còn nhiều mảng máu loang và vết rách xước là bị nghi ngờ do vật lộn của những người đi trong chiếc xe này. Đặc biệt là phát hiện thêm 2 bình thuốc xịt gây mê chuyên dụng với một chiếc đã được dùng gần hết. Trước đó, thì báo chí Đức tường thuật về mối liên hệ giữa vị trí công tác của ông Hồ Ngọc Thắng với vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, thậm chí còn đặt nghi vấn về cuộc sống nhị trùng của ông, người mà báo DW coi là ban ngày làm việc cho Đức, ban đêm phục vụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, thì BAMF vào hôm 31 tháng 8 cho biết rằng, cho tới thời điểm này thì việc điều tra cho thấy chưa có mối liên hệ trực tiếp nào giữa nhân viên đó với vụ bắt cóc này. Ông Hồ Ngọc Thắng làm việc tại BAMF kể từ năm 1991 tới nay, nhưng không được giao nhiệm vụ đánh giá hồ sơ tị nạn của người Việt Nam. Đại sứ quán Cộng sản Việt Nam tại Đức không kỷ niệm ngày 2 tháng 9. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh do mật vụ Cộng sản Việt Nam thực hiện ngay tại thủ đô Berlin của Đức đang gây ra những hậu quả về mặt ngoại giao giữa cả hai nước. Đáng nói, tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Đức sẽ không tổ chức kỷ niệm ngày thành lập chế độ 2 tháng 9 như mọi năm. Trang mạng Thời báo vào thứ Năm 31 tháng 8 dẫn những nguồn tin gần cận với Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam cho biết, mọi năm đến gần đầu tháng 9 họ thường nhận được giấy mời của Tòa đại sứ để sắp xếp thời gian tới tham dự lễ kỷ niệm. Nhưng năm nay họ chưa nhận được và không thấy một tín hiệu nào, chứng tỏ Đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng sẽ tổ chức kỷ niệm ngày Quốc Khánh. Vẫn theo tờ Thời báo, mối quan hệ của Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam với các hoạt động cộng đồng gần như bị đóng băng và Tòa đại sứ đã trở thành một ốc đảo tại Đức trong lòng các công dân Việt Nam. Tờ Thời báo nói rằng thậm chí nhiều Việt kiều Đức đang cảm thấy hổ thẹn sau khi Tổng công tố viên Liên bang Đức đưa ra cáo buộc rằng ngay sau khi bị bắt cóc, Trịnh Xuân Thanh bị đưa vào nhốt trong Tòa đại sứ. Thưa quý vị, có thêm một thành viên của Hội Anh em Dân chủ vừa bị bắt. Ông Nguyễn Văn Túc là một thành viên của Hội Anh em Dân chủ, một tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam vừa bị bắt ở Thái Bình vào sáng ngày 1 tháng 9. Hôm đó ông được huyện mời lên để giải quyết tranh chấp đất đai với người dân nhưng không đạt kết quả. Sau khi rời khỏi văn phòng huyện khoảng 30 mét, ông và người em trai bị bắt. Người em trai sau đó đã được thả vào chiều cùng ngày. Theo vợ ông Túc, thì hàng trăm công an tỉnh Thái Bình đã tới khám nhà ông Túc cả ngày và tịch thu một số áo có in logo của Hội Anh em Dân chủ, một số phong bì tiền phúng viếng đám tang
mẹ của bà vừa mất cách đây không lâu cùng một số hóa đơn tiền điện. Công an cũng không cho bà biết là ông Túc bị bắt đi đâu, vì tội gì và hiện đang giam giữ ở đâu. Xin nhắc là ông Túc là người đại diện cho người dân ở xã Đông La, huyện Đông Hưng đấu tranh đòi đất ruộng bị chính quyền địa phương thu hồi. Ông cũng là người đã từng bị bắt hồi năm 2008 và bị kết án 4 năm tù theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Cộng sản Việt Nam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Người Việt ở tại Washington chống lại đầu tư giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Cộng đồng người Việt quanh vùng thủ đô Washington đang vận động chống lại một kế hoạch phát triển kinh tế giữa chính quyền bang Virginia với 6 tỉnh thành của Việt Nam. Trước đó, thì thống đốc Virginia là Terry McAuliffe vào ngày 11 tháng 7 loan báo đã ký bản ghi nhớ với các nhà lãnh đạo của thành phố Hà Nội và các tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Quảng Trị và Thái Nguyên về việc thành lập một nhóm công tác chung nhằm mở rộng thương mại và hợp tác đầu tư. Ông McAuliffe nói rằng Virginia có mối quan hệ thương mại tuyệt vời với Việt Nam và với số lượng dân nhập cư người Việt đông đảo sinh sống trong khối thịnh vượng chung Virginia, đây là một bước quan trọng hướng tới việc phát triển quan hệ đối tác. Phát biểu của ông McAuliffe đã nhắc tới người nhập cư gốc Việt khiến cho nhiều người Việt ở vùng thủ đô Washington, Virginia và Maryland bất bình vì nó ngụ ý rằng thỏa thuận này nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong cộng đồng ở đây, điều mà cộng đồng người Việt phủ nhận. Thưa quý vị, bản tin người Việt tại ngoại cho biết chùa Viên Thông bị cô lập giữa biển nước tại Houston, Texas. Chùa Viên Thông ở phía tây thành phố Houston đang bị ngập sau trận bão Harvey đổ bộ lên tiểu bang Texas. Chùa Viên Thông nằm ở ngoại ô Houston gần đập Addix và phi trường tư nhân West Houston. Theo Nicole Thích Nữ Thành Lương, sư chủ trì, thì do mưa lớn trong cơn bão Harvey, thành phố hôm 26 tháng 8 đã cho xả lũ khiến nước ngập cao từ 1 tới 1.5 mét. Chùa bị mất điện phải sử dụng máy phát điện nhưng không đủ xăng dùng cho nhiều ngày. Tin cho hay một nhóm tình nguyện gồm 7 thành viên của Hội Người Việt Houston lái 2 mô tô nước và xuồng tới chùa ở lại một ngày để giúp đỡ các đi cô. Ông Toàn Khoa, 32 tuổi, cho biết trên đoạn đường tới chùa dài khoảng 1 km có chỗ nước ngập quá đầu người. Chùa Viên Thông đã tổ chức nhiều hoạt động cho người Việt tại Houston như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em. Bản tin Á Châu nối tiếp cho biết về việc trao giải của châu Á tương đương với Nobel Hòa Bình. 6 người và tổ chức từ Sri Lanka, Singapore, Nhật Bản, Indonesia và Philippines đã nhận được giải thưởng Raymond Magsaysay, một giải thưởng của châu Á tương đương với giải Nobel Hòa Bình vào thứ Năm ngày 31 tháng 8. 6 người và tổ chức bao gồm nữ giáo viên Kesi Samugam, 82 tuổi của Sri Lanka, đã dành hầu hết cuộc đời giúp người tị nạn tại quê hương đối phó với những nỗi khó khăn trong chiến tranh. Ông Yoshiaki Ishiyawa của Nhật Bản nỗ lực bảo tồn Angkor Wat của Cambodia. Ông Abdul Nababan của Indonesia bảo vệ các cộng đồng bản địa. Ông Tony Tay của Singapore sáng lập nhóm tình nguyện viên cung cấp các bữa ăn nóng cho người nghèo. Bà Lilia De Lima của Philippines về cung cách phục vụ mẫu mực trong vai trò một giới chức chính phủ và Hiệp hội Nhà hát Kịch nghệ Philippines cho những vở kịch tập trung vào các vấn đề xã hội. Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản tham gia diễn tập chống thảm họa. Nhật Bản tổ chức các cuộc diễn tập dân sự ứng phó thiên tai hàng năm vào thứ Sáu ngày 1 tháng 9. Nhưng năm nay thì tâm trí mọi người không chỉ bị ám ảnh bởi nguy cơ động đất và sóng thần mà còn bởi mối đe dọa hỏa tiễn của Bắc Hàn. Hôm thứ Ba thì Bắc Hàn bắn một hỏa tiễn đạn đạo bay qua miền Bắc của Nhật Bản, gây ra các báo động khẩn cấp lan rộng khiến hàng triệu người bừng tỉnh trước khi hỏa tiễn rơi xuống Thái Bình Dương. Những hồi còi báo động lại nổi lên vào hôm thứ Sáu tại các thị trấn ở khắp cả nước. Dân chúng cố thủ trong nhà tìm chỗ trú ẩn dưới đất hoặc trong những tòa nhà vững chắc. Tại Odawara, phía tây nam của Tokyo, Thủ tướng Shinzo Abe đã kiểm tra và tham gia vào các cuộc diễn tập phòng chống thảm họa. Nhật Bản là quốc gia dễ bị động đất và các cuộc diễn tập thiên tai mỗi năm vào ngày 1 tháng 9 là nhằm kỷ niệm trận động đất lớn ở Kanto năm 1923, giết chết ít nhất 100.000 người và tàn phá Tokyo. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam và Á Châu, và sau một vài thông tin thương mại, Hoàng Quân và Kiều Trâm sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ, đời sống và giải trí.